Con người luôn tỏ ra yếm thế trước thiên nhiên. Đó là thực tế, ngay với những nền văn minh phát triển rực rỡ, có những tiến bộ vượt bậc về khoa học, công nghệ. Nên từ ngàn xưa, khát vọng hòa hợp cùng thiên nhiên đã hiện diện và tồn tại bền bỉ trong đời sống loài người. Giang trại giang trăng mà giang công về chuyện nó ta thích nhẹ thì giang đạt nó thì cũng chuyện nhẹ chuyện nhòi bạch triển họ thoáng thì địch bạc thì cao thì bỏ tổng bạc thì đang trong gần mà thì giang thì lưng thì liềm thì dạ cái nó cơn thì đột nhột mềm lăng đột lăng đi hết dùng làm dùng làm lẹt thì xịt để có đục nó thì xịt nó un dạng nó không lẹt nó mòn bèr phim phôn đâm thì trô ngàm thì xin rồi dạ thì xịt thì lưng thì liềm cái mòn bèr tiền quân đâm rô bơ ngam xin chết nên là thấy xít anh tôi chơi giang tôi sẽ nằm nó thì bỏ nhau với thằng nào thì bỏ bốn bè ba gạo nó cười mà chỗ chạy để cái nị lưng thì để chạm như thì được cười nhau sẽ đạt được thì chạm thì lưng thế liềm để tôi thấy xít anh đi mòn bèr thì nhờ họ bị chọc nó. Trong một ngõ nhỏ giữa lòng thành phố trẻ Kon Tum đầy sôi động, có một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Với vẻ đẹp hoang sơ thấm đẫm đặc trưng văn hóa Tây Nguyên, là kết quả của hàng chục năm lặn lội tìm hiểu, chìm đắm trong vẻ đẹp núi rừng huyền ảo của họa sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn. Trong những căn nhà mái lá, vô số những vật dụng mang hơi hướng của núi rừng bản làng, những bức tượng nhà mồ lưu lạc từ những cánh rừng ngủ yên đã lâu, trong những nghĩa địa bỏ hoang của những tộc người Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, có vẻ như chẳng liên quan gì đến sự ồn ào của nhịp sống đô thị, phút chốc đã được chế tác và tái hiện theo phong cách cổ truyền của đồng bào Tây Nguyên. Dường như chủ nhân của không gian này vẫn đang đi tìm một sự cân bằng nào đó, bởi điều kỳ diệu nhất, theo anh, vẫn đang còn lẩn khuất đâu đó ở những bản làng héo hút giữa rừng đại ngàn. Trong sự khám phá và chiêm nghiệm của mình, Nguyễn Ngọc Ẩn nhận ra rằng người Tây Nguyên có cả một kho tàng tri thức về cách ứng xử với rừng từ ngàn xưa truyền lại, độc đáo, lạ kỳ, là cách người ta ăn rừng. Đúng ngàn từ mới là sử dụng được. Bằng sự đam mê hiếm thấy, Nguyễn Ngọc Ẩn đã đi, đã dừng chân, đã tham gia hầu như mọi sinh hoạt của làng. Anh nói tiếng nói của họ, làm việc và đã ăn rừng cùng với họ, để có một cái nhìn từ bên trong, giống như người Gia Rai, Ba Na đích thực, để hiểu hết sự bí ẩn của những luật tục, tưởng chừng rất cũ xưa, thô mộc, mà lại tiềm ẩn biết bao giá trị văn hóa thâm trầm, sâu xa kia. Ăn rừng là cách nói thể hiện chu kỳ một năm nông nghiệp từ lúc đốt rẫy, tỉa hạt đến khi hoàn thành mùa thu hoạch. Người Ba Na núi đánh dấu một năm trong cuộc đời bằng cách gọi tên khoảnh rừng mà làng đã canh tác để làm ra cái ăn trong năm nông nghiệp ấy. Cái năm làng ăn khoảnh rừng đó, cách làm rẫy theo phương thức cũ xưa của người Ba Na ở cao nguyên Măng Đen rất độc đáo và đặc biệt. Để mưu sinh, họ khênh đất trống lại tỉa lúa kiếm cái ăn, tuyệt nhiên không xâm phạm hay triệt hạ rừng già. Họ trồng trọt trên đất theo kiểu luân canh có chừng mực, tuyệt đối không tham lam khai thác cạn kiệt. Sau 3 năm canh tác, họ lại dời đi địa điểm mới để đất có thời gian tái tạo dinh dưỡng và cây rừng có điều kiện tái sinh như cũ. Cứ nhìn cái rừng cây này, cái cây lớn đây khoảng chừng 5 năm là người ta ăn rừng trước đó 3 năm. Như vậy là cả thể là 8 năm rồi. Họ bắt đầu ăn cái rừng này 8 năm. Bây giờ đã cái nhà này đã đi đến chỗ khác rồi, rừng khác rồi, đi xa rồi. Năm thơ nó là ý khan năm trên năm mới ý ư lê lẹ, nghĩa là người ta ăn rừng ở đây họ đi đâu đó rồi là ý ư lê lẹ, anh cũng không biết nữa.
rồi ai lại đây ăn rừng nữa anh cũng không biết. Như vậy là rừng này là của chung, và cứ mình đến làm rồi mình đi người khác đến. Người Ba Na rất ít khi đốt rẫy, nếu có để chuẩn bị mùa màng thì cũng vô cùng cẩn thận, bởi họ biết lửa là đại họa của rừng, và để xảy ra cháy rừng là phạm vào điều đại kỵ. Cách làm xem chừng rất giản đơn, nhưng khoa học và đầy ý thức trách nhiệm này lại có hiệu quả gìn giữ rừng hơn bất kỳ phương pháp hiện đại nào. Theo chân những người Ba Na núi, càng vào sâu trong rừng già, càng phát hiện ra những điều mà chúng ta không dễ thường thấy. Khó có thể ngờ rằng, tại khu rừng rậm gần như nguyên sơ này, từng có một cộng đồng người Ba Na sinh sống. Hay nói khác đi, đã từ lâu lắm, họ từng ăn rừng tại đây. Bây giờ, rừng đã có thời gian ăn lại. Bên bơm cái bồ, một con trâu đây. Một con trâu đổi một cái ghe này. Khoảng chừng 100 năm, ha, như vậy là ở đây khoảng chừng 100 năm là người xưa sống ở rừng này. Làng cũ, làng của người xưa sống ở rừng này. Với những cộng đồng người Ba Na thì rừng không chỉ là cây cối, muôn thú đơn thuần. Rừng là tâm linh, rừng tồn tại song hành cùng cuộc sống của họ như ngàn đời nay phải thế. Dấu ấn của rừng luôn có vai trò quan trọng và ăn sâu, bám rễ vào đời sống, trong phong tục tập quán. Rừng nuôi dưỡng tính cách và duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân trong rừng rậm giữa cao nguyên măng đen này. Đã từng có không ít kẻ lạ mặt tìm đến đây với tham vọng ăn rừng theo cách của họ, nghĩa là phá rừng lấy gỗ quý. Dù đã dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc, dụ dỗ, nhưng ngay lập tức điều họ nhận được là sự cự tuyệt cương quyết của cộng đồng Ba Na nhỏ bé. Họ không muốn bất kỳ ai đụng đến khu rừng thiêng nơi ngày xưa ông bà mình từng sinh sống. Như vậy là họ cho bóc lết điện thoại, họ biểu cắt cái cây lớn bán cho họ, mà bóc lết không muốn. Muốn bảo vệ rừng, bảo vệ cây. Đúng rồi, hết rừng hết cây thì mình cũng chết. Mình không có rừng có cây mình cũng chết. Có lẽ cũng nhờ cách ăn rừng độc đáo và giữ rừng quyết liệt của đồng bào Ba Na bản địa mà đến bây giờ vẫn còn đó một cao nguyên măng đen, nơi có độ che phủ rừng thuộc loại cao nhất ở Tây Nguyên và cả nước nói chung, với hệ động thực vật đa dạng hiếm thấy. Rồi cũng nhờ đó, người Ba Na vẫn duy trì được phần nào thói quen lấy săn bắt, hái lượm, làm nguồn sống cho mình. Rất dễ dàng, họ kiếm được từ rừng cái ăn, thuốc chữa bệnh và những vật dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt. Những con thú nhỏ săn bắt được, họ không hưởng tất cả, mà thành tâm trả lại một phần cho rừng thiêng. Họ ăn rừng rất chừng mực, không tham lam, không đòi hỏi, hay lấy đi quá nhiều của rừng. Và như vậy, rừng cũng chưa bao giờ phụ tấm lòng của họ. Cách ăn rừng rất khoa học của người Ba Na núi là một phần trong kho tàng tri thức ứng xử với rừng đại ngàn của đồng bào Tây Nguyên, là bài học hiếm có để lại. Là chúng ta đã ăn rừng, thì đồng bào họ biết cách để mà giữ rừng bằng cách là để rừng nó ăn lại. Như vậy thì đưa cái không gian xanh, đưa cái thảm xanh vào không gian sống. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để mà cho rừng ăn lại. Hoặc là nói khác hơn là một cách để mà tôn trọng thiên nhiên. Vì hiện nay mình làm mới rất nhiều và để lại cũng khá nhiều lỗi lầm. Mình làm đến đâu tránh đến đó. Tại sao chúng ta không biết cách để rừng ăn lại? Thì đó cũng là một cách tôn trọng thiên nhiên và một cách tôn trọng lại quá khứ, tôn trọng lại những bài học mà mình đã vừa đi qua. Thì tôi nghĩ nếu như tất cả mà chúng ta đều hiểu được cái giá trị thật sự là như người Tây Nguyên, rừng chính là nơi để nuôi dưỡng và mất rừng là mất sự sống, thì chúng ta nên nghiên cứu sâu cái bài học này.
Theo chân người nghệ sĩ Tây Nguyên Nguyễn Ngọc Ẩn, chúng ta tìm về thung lũng Mô Rây, về những ngôi làng nằm lộc thỏm giữa vườn quốc gia Chư Môn Rây thâm thẳm, nơi từ bao đời nay người Gia Rai vẫn truyền tụng một lời nguyền khác lạ rằng người Mô Rây sống đời sống kiếp ở thung lũng này, và máu người Mô Rây sẽ ngừng chảy nếu ngàn xanh này không còn nữa. Phải trải qua bao cuộc sinh tồn nghiệt ngã đớn đau, phải trả giá bằng sự tồn vong thịnh suy của bao thế hệ con người trong mối quan hệ cộng sinh với thiên nhiên hoang dã, tổ tiên người Mô Rây mới có thể đưa ra một đúc kết quyết liệt như vậy. Để đến tận bây giờ, các thế hệ cháu con ở thung lũng Mô Rây vẫn là những người yêu rừng và sẵn sàng sống chết với rừng. Nói khác đi là họ vẫn thành tâm sùng bái rừng xanh. Như con voi trên rừng, con cá dưới suối, người Mô Rây bao đời nay sống trong rừng rậm Chư Môn Rây, nhưng không hề xâm phạm tới rừng, chưa hề đụng đến muôn thú. Dân làng chỉ xuống suối bắt con cá, con cua, lên rẫy đặt cái bẫy nhỏ để con mang, con thỏ, con heo khỏi phá phách mùa màng. Người làng chỉ kiếm đủ cái ăn, không mua bán cái gì của rừng. Họ không tham lam, không đòi hỏi và cũng chẳng lấy đi quá nhiều sản vật ở rừng. Ở thung lũng Mô Rây này có hàng trăm hộ với hàng ngàn người dân sinh sống, nhưng tuyệt nhiên không có một cây súng săn nào. Chúng chàng từ trước hồi xưa cũng không có, như là bắn vài, bắn bò tót, bắn hổ, bắn gì, chúng chàng là không có. Bây giờ chỉ lại làm là chuốt, chỉ làm bẫy chuốt, gà mình làm bẫy dày, nếu là chuối mình lấy chài, lấy lưới, làm đồm, đó mình bỏ trong nước, đó đem về nhà, nấu xong là cho con cháu ăn. Nếu được có nhiều là ung chiều, là chung với nhau vui vẻ. Đó. Còn là cái chỗ phá cái đài cái kia không có. Ở thung lũng Mô Rây cũng như nhiều vùng lân cận vẫn còn truyền tụng một nét đẹp văn hóa truyền thống hiếm thấy. Theo luật tục xưa cũ, để dựng vợ gả chồng là quy định rằng đôi trai gái ấy bắt buộc phải trồng một cây ở gần làng, rồi đôi vợ chồng kia phải chăm sóc cây đời đời kiếp kiếp. Cây càng tốt tươi thì hạnh phúc vợ chồng càng bền vững. Cây chết, lứa đôi sẽ chia lìa, cách trở. Phải chăng lại thêm một bài học hiếm thấy về ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn môi trường sống của người Mô Rây. Những đứa trẻ Mô Rây sinh ra giữa đài ngàn, đắm mình trong thiên nhiên hoang dã. Chúng được mẹ rừng chở che, đùm bọc, được hít thở không khí trong lành của tự nhiên, uống những mạch ngầm trong trẻo, mát ngọt của đài ngàn. Cuộc sống sơ khai ở rừng như con voi, con mang sẽ truyền cho đứa trẻ sức mạnh và lòng can đảm. Có lẽ ít có nơi đâu mà con người ngay sau những bước chập chững đầu tiên đã tự kiếm được cái ăn cho mình, tự biết ăn ở hòa đồng cùng thiên nhiên như tại thung lũng nhỏ bé, hoang sơ này. Khi bước vào tuổi xế chiều, người Mô Rây thường chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình bởi cái được gọi là gỗ bỏ ma. Gỗ này cũng từ rừng đài ngàn mà có. Nghĩa địa tập trung ở đầu làng, nơi có một khu rừng rậm. Rừng này dân làng trồng cho người chết. Cứ mỗi một người mất đi, lại thêm nhiều cây được trồng bên phần mộ. Từ những cây ăn quả bình thường đến những loại cây rừng quý hiếm. Cứ như vậy, thành rừng rậm lúc nào chẳng hay. Người Mô Rây gọi đó là rừng thiêng và tuyệt đối không ai được xâm phạm. Nếu có, nhẹ thì phạt con gà, con lợn, nặng thì phạt trâu, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi làng. Rừng nó không còn nữa, mình cho biết là chỗ nào là cái đám cây to mà kín đó như thế này, đúng là nghĩa địa. Mình đó là nghĩa địa, phải ăn nghỉ những nơi mát mẻ. Mà trong tại như thế là sao được, mình có chịu được, người không chịu được. Người cũng không chịu nổi cũng giờ. Mình cảm thấy đau xót. Ông bà mình đau xót. Như vậy cho nên bắt buộc phải trồng cây. Vì bây giờ nếu mà cứ mất rừng như thế thì mình đau xót.
và mình giữ lại những nơi còn rừng để cho ông bà mình yên nghỉ. Mình cũng yên tâm. Và rừng đó là cái rừng không thể xâm phạm. Đó. Là rừng đó là rừng thiêng. Nó đó. Cái rừng không những cây mình trồng nha. Dạ, yeah, mà còn nó tất cả các cây khác, cây mọc ngã không được ai mời là vô đây là chắc. Ngoài những cây mình trồng ra còn những cây mà tự mọc trong rừng cũng thuộc về cái rừng thiêng. Đó. Không được ai xâm phạm. Như vậy, từ lúc sinh ra, trưởng thành, mưu sinh để tồn tại, cho đến lúc lìa khỏi trần gian, người ở thung lũng Morey vẫn gắn chặt với rừng Đại Ngàn. Họ sinh ra đã biết cách ăn rừng, đến khi chết đi lại để cho rừng ăn lại. Rừng là một phần máu thịt không thiếu trong đời sống của họ. Đúng như lời nguyền, tưởng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người Morey còn thì rừng còn, rừng mất thì máu của người Morey không bao giờ chảy được nữa. May mắn thay, những đứa trẻ Morey từ rất sớm đã được giáo dục ý thức giữ gìn thiên nhiên hoang dã, yêu rừng, sùng bái muôn thú, trân trọng những luật tục của làng. Những bài học xưa cũ phải được kế tục. Những nguy cơ sẽ đến khi rừng không còn nữa. Điều ấy phải được răn dạy, để khi những đứa trẻ trưởng thành, chúng sẽ kế thừa những gì mà tổ tiên người Morey từ ngàn xưa truyền lại. Vườn quốc gia Chumomrey, nơi có hệ động thực vật phong phú đa dạng thuộc loài hàng đầu Đông Nam Á, là vườn quốc gia duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với hai nước bạn là Lào và Campuchia, một khu sinh thái có tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Đông Dương và trên thế giới. Ngàn đời nay vẫn được bảo tồn, có phần không nhỏ của đồng bào các dân tộc ít người ở thung lũng Morey, mà gắn liền với đó là những lục tục xưa cũ. Từ ngàn xưa người ta làm mang cái tính là lục tục của họ thôi, nhưng mà cái đó mình thấy rằng là đến bây giờ chúng ta thấy rằng là cái việc họ làm những cái lục mà người ta làm thì nó lại gắn với môi trường rất là nhiều. Ngày xưa người ta tác động vào rừng ít lắm, người ta chỉ đủ trong cái sinh hoạt cho gia đình của họ thôi, chứ không có cái tình trạng mua bán hoặc là trao đổi gì cả. Hai vợ chồng người ta lấy nhau thì phải trồng một cái cây, vợ chồng phân công nhau để mà tưới tắm cây đó cho nó tốt lên. Cho nên cái làng ngày xưa một cái làng nào nó có rất nhiều các cái loại cây này, là những cái cây mà được vợ chồng lấy nhau thì thường cây nó tốt. Mà càng lớn chừng nào thì là người ta cứ gắn bó với cái miếng cây đó. Nhưng mà không phải chỉ có thứ không, còn những thứ khác nữa. Ví dụ như ở trong một cái làng như vậy là người ta có những cái rừng thiêng. Cái rừng này là phải nói rằng tôi cho rất là hay. Rừng thiêng thì là cái nơi để mà người ta chôn cất những người mà mất. Cái rừng đó thì làng nào cũng có. Vậy nhưng ra khỏi thung lũng Morey, khắp nơi rừng Đại Ngàn vẫn phải đối mặt với quá nhiều nguy cơ thảm họa. Tây Nguyên, vùng đất đỏ bao la như vũ trụ, nếu so với cái thung lũng Morey bé nhỏ, đã, đang và sẽ đối mặt với nguy cơ chảy máu rừng. Hàng vạn cánh rừng già đã mất đi dưới áp lực ghê gớm của mưu sinh và sự vô tâm đến tàn nhẫn của con người. Đốt rừng lấy đất sản xuất, khai thác tài nguyên khoáng sản, săn bắt thú rừng, phá rừng lấy gỗ, biến rừng thành đại công trường xây dựng hay các dự án làm kinh tế khác, vân vân và vân vân. Rồi những điều người ta lo sợ cũng đã đến. Hạn hán chưa từng thấy liên tục xảy ra, lũ lụt ngày càng tàn khốc, biết bao ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Và một mất mát lớn khác nữa, khó nhận thấy bằng trực quan, chính là bản sắc văn hóa. Tây Nguyên sẽ không còn là chính mình khi rừng ngày càng mất đi, kéo theo hàng loạt hệ lụy. Dù giá trị văn hóa truyền thống được hình thành trên nền tảng văn hóa rừng, sẽ không còn không gian sống. Mất rừng, không gian văn hóa của tộc làng bản địa coi như bị triệt tiêu. Ở bình diện lớn hơn, nhân loại cũng đang loay hoay đối mặt với bao nhiêu là tai họa do chính mình gây ra. Trái đất đang nóng lên từng ngày, biến đổi khí hậu
nước biển dâng, động đất, sóng thần và hàng loạt các loại thiên tai, dịch bệnh khác. Loài người đang đối diện với vô vàn khó khăn bởi sự phản kháng tiêu cực của tự nhiên, giống như bị một lời nguyền đeo đuổi. Trong chừng mực nào đó, phải chăng điều mà nhân loại đang gánh chịu lại có gì đấy như tương đồng với truyền thuyết về lời nguyền mà tổ tiên người Mô-rây để lại cho con cháu mình? Loài người tiến bộ đã không biết cách ăn ở với rừng nên đã phá vỡ sự cân bằng tự nhiên với những quy luật và logic riêng của nó. Mình nghĩ chúng ta đã làm rất nhiều và để lại rất nhiều cái lỗi lầm. Những lỗi lầm này là chúng ta không có thời gian để mà giữ được cái cân bằng. Và cái mà chúng ta quay lại đây là học được tại sao là người ta giữ được cái sự thăng bằng đó ở chừng mực nào đó. Như vậy thì có nghĩa là cái lỗi của vấn đề, mình nghĩ đồng bào của xưa người ta dùng vừa đủ, lấy vừa đủ, không quá tham. Ở trên lòng tham nó làm mất sự cân bằng. Mình nghĩ vậy. Nếu như mà chúng ta biết cách sống dựa vào rừng, biết cách ăn rừng và biết cách để rừng ăn lại như đồng bào cổ xưa, thì mình nghĩ có lẽ chúng ta không có để lại nhiều cái hệ lụy như bây giờ. Lục tục ED răng dạy rằng đàn ông thường đốt lửa bừa bãi, đàn bà thường đốt lửa bậy bạ. Có những người đốt lửa mà làm như điên như dại. Cây le đang đâm chồi, thế mà họ chặt mất ngọn. Cây lộ ô đang tươi tốt, thế mà họ bẻ mất đọt. Nếu bắt được họ thì tay tất phải trói lại ngay, chân họ tất phải xiềng lại ngay. Cá rừng le bị cháy khô, cá rừng lộ ô bị cháy trụi, hang thỏ, hang chuồn đều bị thiêu trụi tất cả. Vì vậy cần xét xử nghiêm trị họ. Ai có con phải dạy con, ai có cháu phải dạy cháu. Kẻo đi hái củi, đi suối lấy nước mà không biết đi, đi lo việc nương rẫy mà không biết đi, đốt lửa làm hủy diệt cá rừng. Cho nên biết được con đàn bà ấy là ai, thằng đàn ông ấy là ai, thì việc xét xử phải đi đến bồi thường nặng. Vì rừng có quan hệ mật thiết với sự tồn vong cộng đồng, tạo nên hồn vía văn hóa bản địa, nên từ ngàn xưa người Ê Đê đã rất có ý thức bảo vệ, tôn trọng các quy tắc ứng xử và ăn ở với rừng. Những cánh rừng nguyên sơ còn lại, ngay bên cạnh những bản làng Tây Nguyên bản địa, chính là dấu ấn đậm nét về sự tôn trọng của dân làng đối với những điều răn dạy trong lục tục bảo vệ rừng và quy định khá khoa học về cách ăn rừng. Vẫn còn đó cao nguyên Măng Đen, nơi có độ che phủ rừng thuộc loại cao nhất ở Tây Nguyên và cả nước nói chung. Vẫn còn đó một vườn quốc gia Chu Mon Ray được xem là di sản ASEAN bởi sự phong phú của hệ thống động thực vật. Và vẫn còn đó sừng sững một lời nguyền Mô Ray, những lục tục Ê Đê sáng ngời những quy tắc ứng xử, ăn ở và bảo vệ rừng. Thỉnh thoảng có dịp, Nguyễn Ngọc Ẩn lại đưa những người bạn ngoại quốc của mình về tận các bản làng xa xôi để xem cái cách mà người bản địa ăn rừng, hay nói đích xác là cách mà họ vẫn ăn ở với rừng lâu nay. Trong những dòng đề tạ để lại trong một cuốn sách đã viết về đề tài dân tộc học, một người bạn Pháp của Ẩn nói rằng anh đã thực sự được trải nghiệm một cách đặc biệt khác lạ với một lớp học về văn hóa ứng xử. Ở đây là cách mà con người ứng xử với thiên nhiên. Một người trong số ấy, Edu Lagu, nói theo chữ dùng của chính anh là vì yêu bằng cả trái tim và quá ngưỡng mộ nét đẹp lạ thường của văn hóa rừng Tây Nguyên nên đã quyết định lập gia đình với một cô gái Ba Na, dựng xây tổ ấm ngay tại làng và sinh sống lâu dài tại vùng đất cao nguyên này. Anh ta có một cái sự ngưỡng mộ về điều đó, nhưng thật sự rất khó để mà nói rằng cái chìa khóa nào là tốt nhất, cái phương pháp nào là tốt nhất để mà bảo vệ cái nền văn hóa này. Có lẽ cái ngay ngày hôm nay tốt hết là chúng ta nên đi về quá khứ để học tập lại những bài học từ cổ xưa của những tiền nhân đi trước. Họ biết cách để mà bảo vệ để bảo vệ rừng, để bảo vệ cái nền văn hóa này.
Một nhà nghiên cứu khác đã viết, đối với người Tây Nguyên, rừng hoàn toàn không chỉ là vật chất, là tài nguyên, là môi trường theo nghĩa hẹp. Rừng là tâm linh, vì vậy nó là cội nguồn của văn hóa ở đây. Đố ai có thể tìm ra được một biểu hiện văn hóa nào ở Tây Nguyên mà không liên quan đến rừng, hay đúng hơn là không có mối quan hệ sâu xa, thâm thẳm của con người với rừng làm cơ sở. Ngẫm ra, điều ấy càng đúng với lời nguyện ở thung lũng Mosey, với rừng thiêng, với chuyện ăn rừng hay lục tục bảo vệ rừng của người Ede. Tiếc thay, nhân loại tiến bộ có quá ít những nguyên tắc ứng xử đúng đắn như vậy. Hoặc giả nếu có, dưới dạng những cam kết bảo vệ môi trường hào nhoáng, thì vì những lý do khác nhau, người ta đã dễ dàng để nó chìm vào quên lãng. Thế rồi loài người cứ mãi đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững, thì đây những lục tục thô mộc, những quan điểm ứng xử hay thậm chí là truyền thuyết cũ xưa, tự thân những điều ấy đã răn dạy cho chúng ta biết thế nào là phát triển bền vững. Không phải bằng những tiến bộ như vũ bão của khoa học, không bởi những tri thức văn minh dày dặn, mà bằng chính những lục tục cũ xưa có sức sống mãnh liệt và trường tồn ở những bản làng Ede, Gia Rai hay Ba Na xa xôi hẻo lánh. Sự cân bằng ấy đã nói lên rằng chưa hẳn con người đã luôn yếm thế trước tự nhiên. Miễn sao chúng ta phải biết ăn ở và ứng xử tử tế với thiên nhiên hoang dã mà thôi. Như cái cách mà từ bao đời nay đồng bào Tây Nguyên bản địa vẫn ăn rừng và để cho rừng ăn lại, như một ứng xử có văn hóa, đầy trách nhiệm với thiên nhiên và có lẽ là với chính bản sắc văn hóa của mình.